Dạ, con kính cảm ơn Ngài Tuy Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ. Tất cả phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội, mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con xin dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Trước tiên kính lễ Di Tôn Trần Đức Tăng, trong những Việt Nam mà chúng tôi được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chị thiền nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cầu Phật ngôn 362. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Ratana Tiyasa Wanda Mi Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbagaru Vicce Thakko Lokassasatha Janadam Mappo Vido Wanda Mahantang Narappu Cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, chư đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ơn đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ yết ta sa sa thu nô lô ca nam mạnh tha sa vi na ca ru cô sa pa nhu bút thấp bất đi bồ ti sanh nhã tu đà ma hành tâm na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi nhân vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cũng dường. Sân khô quý số thổ chú gà ta sá sá quá cô xích khá chú cà mô quá ra thầm bá xích khá cô nình đà bá sân tà đi á nà đá rô quá rô quan đà má hành tăng đá ra phù. Cái này giác cần tâm bảo thanh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trầm xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ly cúng dường. Ta tần hát tây giá tề chê ná sức khà mê ê tu á tha nàng ta xà bí a nú phà quê ná xa hát xà dê ná xa chạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 362. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta xin hướng dẫn cho hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ. Câu số 2, wa cha sanh nhã tổ sanh nhã tổ ta mô wa cha sanh nhã tổ sanh nhã tổ ta mô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ wa cha sanh nhã tổ sanh nhã tổ ta mô. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ wa cha sanh nhã tổ sanh nhã tổ ta mô. Một lần nữa ha. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ wa cha sanh nhã tổ sanh nhã tổ ta mô. Câu 3, câu 4. Hát cha ta ra tổ sa ma hi tổ hát
ta ra tô san sa ma hi tô. Đọc lại câu số 3. A cha ta ra tô sa ma hi tô. À tô bố ha. E cô san si tô ta ma hu kích khung. Ê cô san tu si tô ta ma hu kích khung. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Acchatara tô sa ma hi tô. Ê cô san tu si tô ta ma hu kích khung. Acchatara tô sa ma hi tô. Ê cô san tu si tô ta ma hu kích khung. Acchatara tô sa ma hi tô. Ê cô san tu si tô ta ma hu kích khung. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Hattha sanyato bada sanyato vaja sanyato sanyato tamo acchatarato samahito eko santusito tamahu bhikkhum. Hattha sanyato ba da sanyato wa ja sanyato sanyato tamo acchatarato samahito eko santusito tamahu bhikkhum. Đó là một cách đọc. Cách đọc thứ hai. Hát tha san nha tô ba da san nha tô wa cha san nha tô san nha tô ta mô a cha ta ra tô sa ba hi tô e cô san tu si tô ta ma hu phích khung. Đọc lại. Hát tha san nha tô ba da san nha tô wa cha san nha tô san nha tô ta mô a cha ta ra tô sa ma hi tô e cô san tu si tô ta ma hu phích khung. Như vậy thì trong vọng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là chúng ta đọc nguyên bài. Cách đọc thứ hai là chúng ta đọc một lần hai câu. Cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên chúng ta nghỉ tại đây. Rồi khi đó đọc tiếp hai câu sau ha. Như vậy thì trong cái dòng kinh quý vị thấy có hai cách đọc. Còn cái dòng kể thì chỉ có một cách đọc, tức là một lần chúng ta đọc hai câu. Quý vị chú ý ha, giọng kệ thì một lần chúng ta đọc hai câu. Tùy theo cái số lượng từ mà cái âm giọng của chúng ta cũng có thể gia giảm, có khi nhiều khi ít ha, chứ không phải là chúng ta theo nguyên tắc. Theo nguyên tắc thì 4-4 thì dễ. Đây nó không nằm trong nguyên tắc, cho nên kể thì sao cũng được. Chúng tôi xin đọc cho. Hán tha san nha tô ba đa san nha tô và đa san nha tô san nha tô ta mô Acchatara Acchatara tô samahito eko san
tu si tố tam ma hô vi khùng hắn tha san nha tố ba đa san nha tố hoa cha san nha tố san nha tố tam mô an chan ta ra tố sama hi tố e cô san tu si tố tam ma hô vi khùng. Đọc lại lần nữa. Hành tha san nha tố ba đa san nha tố hoa cha san nha tố san nha tố tam mô an chan ta ra tố sama hi tố e cô san si tố tam ma hô vi khùng. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. À, xin kem, xà thu, xà thu. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. À, quý vị nghe tôi rõ ha? À, mấy kỳ ha? Dạ, bữa nay bên con đó, sư. Trời gió quá trời, gió cây ngã qua ngã lại, nghiêng tới nghiêng lui, còn đóng hết cửa sổ lại. Còn sợ gió lắm. Ủa. Dạ dạ dạ. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh ồ nhiều quá. 1 2 3 4 5 6 7. Âm thanh quá rõ đi. Okay, cảm ơn, bắt đầu đọc nha. Sư khỏi cần post post lên cho con sư. Trời ơi, chữ nhỏ xíu con đọc vô còn iPhone á, con đọc con không thấy đâu. Hai thôi giờ con trả bài đây để sư nói. Mỏi nhọn nói chuyện tào lao thiên địa, nói cà cơ dê ngỗng. Con đọc bài. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 362. Hakka sanyato pa da sanyato wa cha sanyato sanyato tamo ak Tarato samahito eko santusito tamahupikum hatta sanyato pada sanyato waja sanyato sanyatuktamo akcaktarato samahito eko santusito tamahupikum. Dạ, phân tích ạ. À, hắc trường âm ngắn, thá đoạn đoạn âm, xanh trường âm ngắn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, pha trường âm thông thường, đá đoạn âm, xanh trường âm ngắn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, qua cha hai trường âm thông thường, xanh trường âm ngắn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xanh trường âm ngắn, nhá đoạn âm, trường âm tá đoạn âm mô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2. Hắc tha san nha tô pa da san nha tô wa cha san nha tô san nha túc ta mô. Đọc câu 3, câu 4. Ác chắc ta ra tô sa ma hi tô e cô san tu si tô sa ma khu bích khu. Ai ai san. Cái này đọc lại. Sẵn, ok. Con đọc lại. Acchattarato samahito ego santusito tamahupikum. Acchat là hai trường âm ngắn. Tá ra hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Xá đoạn âm, ma trường âm thông thường. Hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ego hai trường âm thông thường. Sẵn. trường âm ngắn tú xí hai đoạn âm tô trường âm thông thường tá đoạn âm ma trường âm thông thường hú đoạn âm phí trường âm ngắn khung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chắc con đọc lộn cái chữ săn tú xí tô mà con đọc săn xanh á, tại có nhiều chữ anh n có dấu cả quá. Mắt lộn lên. Thôi đọc lại, đọc lại hai câu ba câu bốn rồi xong đọc lại nguyên bài. Acchattarato samahito ego santusito tamahupikku.
Akchaktarato samahito eko santusito tamahupikum. Đọc lại nguyên bài. Hatha sanyato padasanyato vaja sanyato sanyatuktamo akchaktarato samahito ego santusito tamahupikum. Hatha sanyato padasanyato vaja sanyato sanyatuktamo akchaktarato samahito ego santusito tamahupikum. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nơi nội thiền định, nội hay nói vui thích nơi thiền định, vui thích nội thiền định. Hay khó hiểu quá à. Vui thích nơi thiền định, vui hay là vui thích nội thiền định. Độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Hay đọc kệ. Hạt tha sanh nhà tô pha đa sanh nhà tô hòa cha sanh nhà tô sanh nhà tu ta mô ác chắc ta ra tô sa ma hi tô e cô sang tu si tô ta ma hu pi khum. Hạt tha sanh nhà tô pha đa sanh nhà tô hòa cha sanh nhà tô sanh nhà tu ta mô ác chắc ta ra tô sa ma hi tô e cô san tu si tô ta ma hu thi khum. Con đọc xong rồi sư, con có sai sư sửa hay sư? À, con ủa sao không thấy ai, không thấy gì hết trơn. À, cảm ơn quý vị cho hôm qua. Trời ơi trời gió, con mắt của tụi nó bị dị ứng, nó ngứa lắm, tôi phải bỏ pomade vô á. À, cảm ơn quý vị cho bông nha. Không thấy sư cho cái bông nào chắc 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 với ổng rồi. Một là chắc chắc, hai là không có chuyện gì xảy ra. Xin trả máy lại nha, xin mời quý vị kế tiếp nha. Nam mô Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin cả bài cầu Pháp Cú 362. Dạ, để con kéo xuống coi bài đâu. Tha sanh nhát tô ba đa sanh nhát tô qua cha sanh nhát tô sanh nhát tút ta mô át chát ta ra tô sa ma hi tô ê cô sanh tú si tô ta ma hú phích khùng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Hát trường âm nhấn, thá đoạn âm, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, đá đoạn âm, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, qua cha hai trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tuốt trường âm nhấn, đoạn âm, mô trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu 1 và 2. Hát tha sanh nha tô ba đa sanh nha tô qua cha sanh nha tô sanh nha tút ta mô. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Áp chát là hai trường âm nhấn, tá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, ê cô hai trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, tú đoạn âm, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường,
tá trường âm đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, phích trường âm nhấn, và khung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại hai câu 3 và 4 ạ. Achat tarato sama hito eko sang tusito tama hú phích khung. Dạ con xin đọc lại hết bài. Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo acchattarato samahito eko santusito tamahu phitkhum. Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo acchattarato tarato samahito eko santusito tamahu phitkhum. Dạ con xin kể. Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo acchattarato samahito eko santutsu eko santusito tamahu phitkhum. Dạ bữa nay con giọng con cũng hết hơi rồi. Dạ con cũng xin kể lại lần nữa đi. Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo acchattarato samahito eko santusito tamahu phitkhum. Dạ con có chỗ nào sai thì xin ngài sửa cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin bảo có cân thức cách đọc câu pháp cú 362. Hát tha sanh nha tô tha đa sanh nha tô ba cha sanh nha tô sanh nha tút ta mô áp cha ta ra tô ta ma hi tô ê cô sanh tu si tô ta ma hu kích cùng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Hát trường âm nhấn, thá toàn âm, sanh trường âm nhấn, nhá toàn âm, tô tha hai trường âm thông thường, đá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, va cha hai trường âm thông thường, xanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, cốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Hát tha sanh nha tô pa đa sanh nha tô ba cha sanh nha tô sanh nha tút ta mô. Câu 3, câu 4. Áp chát là hai trường âm nhấn, tá đá là hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, ê cô hai trường âm thông thường, xanh trường âm nhấn, tú tí hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hứ đoạn âm, kích trường âm nhấn, khung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Áp
chát ta ra tổ sa ma hi tổ ư cô thành tu sĩ tổ sa ma hu kiết cùng. Con xin đọc lại nguyên câu. Hát tha sanh nhã tổ pa đa sanh nhã tổ ba cha sanh nhã tổ sanh nhã tút ta mồ áp chát ta ra tổ sa ma hi tổ ư cô thành tu sĩ tổ sa ma hu kiết cùng. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị thí tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu Kinh Pháp Cú 362 ạ. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ hòa cha sanh nhã tổ sanh nhã tu ta mô. Ách chát ta ra tổ sa ma hi tổ e cô sang tu si tổ ta ma hu phi khung. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ hòa cha sanh nhã tổ sanh nhã tu ta mô. Dạ hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là tô ba là hai trường âm thông thường, đá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Qua cha là hai trường âm thông thường, xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ qua cha sanh nhã tổ sanh nhã tút ta mô. Dạ câu 3 và câu 4. Ách chát ta ra tổ sa ma hi tổ e cô sanh tu si tổ ta ma hu phích khung. Ách chát là hai trường âm nhấn, tá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. E cô là hai trường âm thông thường, xăng là trường âm nhấn, tú xí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ách chát ta ra tổ sa ma hi tổ e cô sang tu si tổ ta ma hu phích khung. Dạ con xin đọc lại. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ hòa cha sanh nhã tổ sanh nhã tu ta mô ách chát ta ra tổ sa ma hi tổ e cô sang tu si tổ ta ma hu phích khung. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ hòa cha sanh nhã tổ sanh nhã tu ta mô ách chát ta ra tổ sa ma hi tổ e cô sang tu si tổ ta ma hu phích khung. Con xin kể ạ. Hà tha sanh nha tô bà đa sanh nha tô quá cha sanh nha tô sanh nha tu ta mô ạch chát ta ra tô sa ma hi tô ê cô sang tu si tô ta ma hu phích khung. Hát tha sanh nhã tổ bà đa sanh nhã tổ hòa cha sanh nhã tổ sanh nhã tu ta mô ai chát ta ra tổ sa ma hi tổ e cô sang tu si tổ ta ma hu phích khung. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong ạ. Dạ có sai xin đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ xin xuống mic thân mời Hà. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Thà Giá. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chi Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng. Và cảm ơn chị Nhung. Trai bài tiếp. Hát tha sanh nha tổ bà đã
Bà đa sanh nha tô và cha sanh nha tô sanh nha tu ta mô ách cha ta ra tô sa sa ma hi tô e cô sanh tu si tô ta ma hu phích khung hát ta sanh nha tô bà đa sanh nha tô quách cha sanh nha tô sanh nha tu ta mô hát là trường âm nhấn, tá thá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm, tô ba là hai trường âm thông thường, đá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Qua a cha là hai trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Hát tha san nhá tô bà đã san nhá tô và trà san nhá tô san nhá tút ta mô. Hát tha achata achata rato sama hito e cu san tu si to ta ma hu bích khung at cha ta ra to sa ma hi to e cu san tu si to ta ma hu bích khung at là trường âm nhấn cha at cha là hai trường âm nhấn ta ra là hai đoạn âm tô là trường âm thông thường xá là đoạn âm ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, ê trường âm, ê cô là hai trường âm thông thường, san trường âm nhấn, tú xí là hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, viết là trường âm nhấn, khung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Achatara tô sa sa ma hi tô e cô san du si tô ta ma hu phích khung hát tha san nha tô ba đa san nha tô và cha san nha tô san nha tu ta mô at achatara tô sa ma hi tô e cô san du si tô ta ma hu phích khung. Dạ, con xin kệ. Hatha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyato tamo atthara acchatarato samahi to eko santusito tamahu bhikkhum. Dạ con có sai xin đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin cho mất lại cho anh. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 362. Dạ con xin đọc hết bài. Hát tha sanh nhá tô bà đá sanh nhá tô và trà sanh nhá tô sanh nhá tút tá mồ ách chá tá rá tô xá mà hí tô ê cô sanh tú xích tô tá mà hú khích khùm. Dạ con xin đọc câu số 1, câu số 2 và phân tích nha. Hát tha sanh nhá tô bà đá sanh nhá tô và trà sanh nhá tô sanh nhá tút tá mồ. Dạ hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường,
Ba là trường âm thông thường. Đá là đoạn âm. Xanh là trường âm nhấn. Nhá là đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Qua cha là hai trường âm thông thường. Xanh là trường âm nhấn. Nhá là đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Xanh là trường âm nhấn. Nhá là đoạn âm. Tút là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc. Hát thá xanh nhá tô, ba đá xanh nhá tô, quà trà xanh nhá tô, xanh nhá tút tá mô. Dạ, con xin đọc câu 3 và câu 4. Ách chá tà rá tô, xá ma hí tô, ê cô xanh tú xít tô, tá ma hú bích khùng. Dạ, ách là trường âm nhấn, hát là trường, chát là trường âm nhấn, tá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ê cô là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, phí là trường âm nhấn, khum là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Áp chấp tá rá tô, xá ma hí tô, ê cô xanh tú xít tô, tá ma hú pít khùm. Con xin đọc lại hết nguyên bài. Hát thá xanh nhá tô, bà đá xanh nhá tô, hòa trà xanh nhá tô, xanh nhá tút tá mô. Ách chá tá rá tô, xá ma hí tô, ê cô xanh tú xí tô, tá ma hú pít khùm. Dạ, con cũng xin kệ ạ. Hát tha a san nha tô, ba đa a san nha tô, wa cha san nha tô, san nha tút tô mô. An cha ta ra tô, sa ma hi cô, e cô san tu si tô, ta ma hô bịt khum. Dạ, mô Phật. Dạ, con xin sư và quý đạo hữu chỉnh sửa giùm cho con nếu con đọc không có đúng ạ. Dạ, con xin xuống mic và nhường vị kế tiếp. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ chúng chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, xin cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 362. Cảm ơn Hồng Nhung đã post bài. Hát tha sanh nha to pa da sanh nha to wa cha sanh nha to sanh nha tut ta mo at chat ta ga to sa ma hi to e go san tu si to ta ma hu phích khung. Hát pha sanh nha tô, bà đa sanh nha tô, và cha sanh nha tô, sanh nha tút ta mô, át chát ta át tô, sa ma hi tô, ê tô, sàn tu si tô, ta ma hô tích khung. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Hát pha sanh nha tô, bà đa sanh nha tô, và cha sanh nha tô, sanh nha tút ta mô. Hát trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ta trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường.
qua, cha, hai trường âm thông thường, sanh là trường âm ngắn, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sanh là trường âm ngắn, nhá là đoạn âm, tút là trường âm ngắn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Hát tá sanh nhá tô, ba đá sanh nhá tô, và cha sanh nhá tô, sanh nhá tút tá mô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ách chắc tá cá tô, sa ma hi tô, e tô, san tút xích tô, tá ma hú kích khùng. Ách chá hai trường âm nhấn, tá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí âm, tô trường âm thông thường, e cô hai trường âm thông thường, san trường âm nhấn, tú xí hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, thích trường âm nhấn, khung trường âm đọc theo giọng ngôn âm. Ách chắc tác ác tô, sa ma hi tô, e cô san tú xí tô, tá ma hú thích khung. Dạ, con xin lại. Hát tha sành nha tô, pa đa sành mô nha tô, sành nha tú tá mô. Ách chắc tá hát tô, sa ma hi tô, e tô san tú xí tô, tá ma hú phích khung. Hát tha sành nha tô, pa đa sành nha tô, và cha sành nha tô, sành nha tú tá mô. Ách chắc tá hát tô, sa ma hi tô, e tô san tú xí tô, tá ma hú phích khung. Dạ, con xin kể câu pháp cú 362 ạ. Hát tha sanh nha đa tô pa đa sanh nha tô và cha sanh nha tô sanh nha tu ta mô a cha ta tô sa ma ni tô e cô san tu si tô ta ma hu si khung. Hát tha sanh nha tô pa đa sanh nha tô và cha sanh nha tô sanh nha tu ta mô Achatato samahito eko santusito tamahu fikum. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con có gì sai sót thì xin Ngài Trí Đức sửa giùm con ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe và con xin chứng nhất ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh pháp cú 362 ạ. Hát tha sanh nha tô, pa ra sanh nha tô, va cha sanh nha tô, sanh nha tô ta mô, a cha ta ra tô, sa ma hi tô, e cô san tu si tô, ta ma hu phích. Hát tha sanh nha tô, pa đa sanh nha tô, va cha sanh nha tô, sanh nha tu ta mô, a cha ta ra tô, sa ma hi tô, e cô san tu si tô, ta ma hu phích hụ. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Át tha sanh nha tô, pa đa sanh nha tô, va cha sanh nha tô, sanh nha tô ta mô. Hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, tô. Pa là hai trường âm thông thường, đá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, ná là đoạn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Qua cha là hai trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường ạ. Con phân tích câu 3, câu 4 ạ. Achatarato samahito eko santusito tamahu fikhum. Achat là hai trường âm nhấn, tá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Eko là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tú xí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, phích là trường âm nhấn,
Khung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Hát tha sành nha tổ bà đa sành nha tổ hòa cha sành nha tổ. Sành nha tổ ta mô át cha ta ra tổ sa ma hi. Sa ma hi tổ e cô sàn tu si tổ ta ma hu phích khùng. Ha tha sành nha tổ bà đa sành nha tổ hòa cha sành nha tổ ta mô. Achatarato sama samahito eko santusito tamahu fikhum. Dạ con xin kể. Hatha sanyato pada sanyato vacha sanyato sanyato tamo. Achatarato samahito eko santusito. Eko santusito tamahu fikhum. Hatha sanyato pada sanyato vacha sanyato sanyato tamo. Acatarato samahito eko santusito tamahu fikhum. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống mic, con kính xin Ngài sửa cho con ạ. Con kính cảm ơn Ngài và quý vị xuống mic ạ. Con xin xin mời chị Lá Mùa Xuân ạ. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin con xin đảnh lễ Sư Pháp Trang. Và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 362. Hát tha sanh nhát tô bà đa sanh nhát tô và cha sanh nhát tô sanh nhát tốt ta mồ ách chát ta ra tô sa ma hi tô Eko sang tusito tama hubikum. Hatha sanyato ba da sanyato wa cha sanyato sanyato tamo. Hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, đá đoạn âm, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô qua cha là ba trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Hát tha sanh nhát tô ba đa sanh nhát tô và cha sanh nhát tô sanh nhát tu ta mô achat ta ra tô samma hi tô e cô sanh tu si tô ta ma hú phích khùng. Ách chát là hai trường âm nhấn, tá rá là hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, ê cô là hai trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, tú xí là hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, phích trường âm nhấn, khung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Achatarato samai Achatarato samahito Eko santusito tama hú phích khung. Hát, con xin đọc lại bốn câu. Hát
tha sanh nhát tù ba đa sanh nhát tù qua cha sanh nhát tù sanh nhát tu ta mộ ách chát ta ra ách chát ta ra tù sa ma hi tù e cô sanh tu si tù ta ma hu phích khùng hát tha sanh nhát tù ba đa sanh nhát tù qua cha sanh nhát tù sanh nhát tu ta mộ ách chát ta ra tù sa ma hi tù e cô sanh tu si tù ta ma hu phích khùng hát tha sanh nhát tù ba đa sanh nhát tù qua cha sanh nhát tù sanh nhát tu ta mộ Chattarato samahito eko santusito tama hufikum Hathasanya to padasanya to Wajasanya to sanya tutamo Achattarato samahito Eko santusito tama hufikum. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Nam Mô Thầm Quý Cô Tu Nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 362 ạ. Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo acchattarato samahito eko santusito tamahu bhikkhum Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo. Dạ, câu số 1 và câu số 2 con xin phân tích. Hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô, ba là hai trường âm thông thường, đá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, qua, cha là hai thông thường, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thường, chanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Hát tha sanh nhá tô ba đa sanh nhá tô và cha sanh nhá tô sanh nhá tút tam mô. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Acchattarato samahito eko santusito tamahu bhikkhum. Hát là hai trường âm nhấn, tá ra là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, eko là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tú si là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Acchattarato samahito eko santusito tamahu bhikkhum. Dạ, con xin đọc lại. Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo acchattarato samahito eko santusito tamahu bhikkhum. Hattha sanyato bada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo attattarato samahito eko santusito
ta ma hu bi cung hát tha san ya to ba da san ya to wa cha san ya to san ya tun ta mo an cha ra to sa ma hi to e ko san tu si to ta ma hu bi cung. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin mời Xích Duyên ạ. Dạ con cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. Nam mô Phật Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức sư Pháp Trang cùng với cô tu nữ và con xin chào đạo tràng. Dạ lâu rồi con cũng có con vô lớp mà con không đọc bài. Dạ con có đọc sai xin đạo tràng sửa và sửa sửa cho con ạ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 362. Hatha sanyato badasan. Sorry, con xin đọc lại, con xin sám hối ạ. Hatha sanyato badasanyato vacca sanyato sanyatuttamo appajjattarato sammahito ekko santussito tamah bhikkhum hatha sanyato pada sanyato vacca sanyato sanyatuttamo appajjattarato samahito ekko santussito tamah bhikkhum. Dạ con phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Câu 1, ha tha san nha tô ba da san nha tô. Ha là trường âm nhấn, tha là trường âm không xin sám hối lòng nồng. Ha là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ha tha san nhá tô ba da san nhá tô. Câu 2. Wa cha san nhá tô san nhá tút ta mô. Wa là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Qua cha san nhá tô san nhá tút ta mô. Dạ con xin đọc lại hai câu. Ha tha san nhá tô ba đa san nhá tô qua cha san nhá tô san nhá tút ta mô. Câu 3. Áp cha ta appajjattarato samahito. App là trường âm nhấn, chát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ra là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 4. Ekko santussito tamahu bhikkhum. E là trường âm thông thường, khô là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, pik là trường âm nhấn, khung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại hết bài. Ha tha san nhá tô ba da san nhá tô wa cha san nhá tô san nhá tút ta mô áp cha ta ra tô san sorry con xin sám hối áp cha ta ra tô samahito ekko santussito tamahu bhikkhum ha tha san nhá tô ba da san nhá tô wa cha san nhá tô san nhá tút ta mô áp cha ta ra tô sa ma hi tô e
sai xin sư sửa. Có con phải kệ không sư? Con thì con chưa có kệ rành. Dạ, mà con cũng ráng nha. Dạ. Hatha sanyato pada sanyato vacha sanyato sanyatuttamo acchatavato samahito eko santito sito tamaku iku. Dạ. Sorry Đạo Tràng, dạ con bị cảm cho nên hơi mất tiếng chút. Dạ mô Phật. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và sư phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ cô Tu Nữ Phước Hạnh, kính đảnh lễ sư tôn Đức Cao Cha Lão Tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 362. Hát tha sanh nha tô bà đa sanh nha tô hòa cha hòa cha sanh nha tô sanh nha tu tát ta mô át nhát ta gia tô sa ma hi tô sa ma hi tô át chỗ này sai con sẽ đọc lại át tha ta át nhất ha gia tô sa ma hi tô e cô san tu si tô ta ta ma hu bích khum. Con xin đọc lại. Ha tha sanh nha tô ba đa sanh nha tô qua cha qua cha qua cha sanh nha tô sanh nha tu tát mô at anh nhát anh chữ này là con không nhớ là viết là chữ gì đây thì con đọc lại chữ này nhá. Hát tha sành nha tô bà đà sành nha tô quà cha sành nha tô san sanh na tut ta mô anh nhát ta ra tô sa ma hi tô e cô san san tu si tô ta ma hu huyết khum. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quá cha là hai đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xanh là trường âm nhấn, na là đoạn âm, tút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, ánh anh là trường âm nhấn, nhất là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ra tá đá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, ma là
trường âm thông thường, hí là đàn âm, tô là trường âm thông thường, ê là trường âm thông thường, ê cô là hai trường âm thông thường, săn là trường âm nhấn, tú là đàn âm, tú xí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, khinh là trường âm nhấn, khung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hát tha sành nha tổ bà đa sành nha tổ hoa hoa cha sành nha tổ san sành nha tu tát mồ anh nhất ta gia tổ sa ma hi tổ e cô san tu si tổ ta ma hu phích khum. Con đọc sai, xin ngài Trí Đức chỉ vì do con đang trực nên con không nhìn được vào ấy ạ. Anh hát chát thích khum, dạ con sẽ xuống mic ạ. Alo, 123, 123. Sa thú, sĩ quan thành. Như vậy là tiến bộ lắm rồi ha. Đọc thì lại quá hay rồi. Nhưng mà chữ qua cha hai trường âm thông thường ha. Chỗ này quý vị đọc bóc hơi nhiều. Có vị đọc quá cha, có vị đọc qua cha ha. Nhưng mà nó là hai trường âm thông thường, cho nên chúng ta đọc là qua cha ha. Nó nhiều khi chúng ta thấy nó dễ rồi chúng ta coi thường, và coi thường là thất bại cho nên quý vị cố gắng ha. Nhưng mà sĩ quan thanh mới, nhưng mà như vậy là thành công rất là nhiều ha. Sa thủ tinh thần học hỏi quý vị quá giỏi luôn hả? Rồi quá giỏi. Mà hồi nãy giờ Sĩ Ca Nhật Quỳnh là như tại mưa gió lớn quá chứ này không thấy ở sông buông nổi lên gì hết, lặn sâu quá mà. Rồi xa thủ đúng rồi, lặn sâu quá, nấp bão á, người nấp bão, người nấp lùm đủ thứ hết trơn. Đây, câu Phật ngôn 362. Bây giờ chúng ta đi vào tự vấn ha. Tự vấn câu Phật ngôn này. Nhưng mà trước khi đi vào tự vấn, để copy lại cho. Copy lại để cho quý vị thấy rõ hơn. Rồi. Câu Phật ngôn 362. Sức Nhật Quỳnh, nếu mà bận công việc ha, đang ở dưới nước ướt ha, thì đụng vô máy tính coi nha, coi chừng nó hư luôn á ha. Thôi bây giờ đọc cho quý vị nghe cũng được ha. Hatha sanyato bà đa sanyato. Câu đầu tiên ha. Hatha sanyato bà đa sanyato. Cái chữ hatha với chữ sanyato, hai từ này ráp với nhau thành ra hatha sanyato. Hatha nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga, attha là cái tai, mà sanyato là chế ngự hay là thu thúc. Sanyato có chỗ người ta viết là sanyato ha. Thì attha sanyato có nghĩa là chế ngự tai hay là thu thúc tai. Rồi ba đá sanh nhá tô, ba đá có nghĩa là cái chân, ba đá đó là một chân từ nam tính, akranta pumlinga. Ba đá sanh nhá tô tức là thu thúc
hay là chế ngự về cái chân, à, thu thúc hay chế ngự về chân. Thì ở đây hát phát sanh sanh nhá tô ba đó sanh nhá tô, tức là người đã chế ngự tay chân, ha, người để chế ngự tay chân. Và câu số 2, qua cha sanh nhá tô sanh nhá tút tam mô, qua cha sanh nhá tô sanh nhá tút tam mô. Chữ qua cha sanh nhá tô, chữ qua cha nó là một danh từ nữ tính, akaranta ithilinga, ha. Qua cha tức là lời nói, mà sanh nhá tô là thu thúc hay là chế ngự. Qua cha sanh nhá tô là chế ngự lời nói hay là thu thúc lời nói, ha. Rồi chữ sau sanh nhá tô tạm mô, qua cha sanh nhá tô là hai chữ đi liền với nhau, ha. Rồi sanh nhá tô tạm mô chữ sanh nhá, sanh nhá tu tập mô, ở đây chúng ta thấy hai từ đi chung nhau, tức là chữ sanh nhá tô cộng với u tập mô, sanh nhá tô cộng u tập mô, mà sanh nhá tô có nghĩa là chế ngự thu thúc, và mà u tập mô do cái từ u tập ma, Uttama nó là có nghĩa là hạng nhất, hạng nhất, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ, cho nên Uttama biến thành Uttamo Bhatma Ekavachana Vipatti, ha. Sanyatuttamo có nghĩa là hạng nhất trong số những người đã được chế ngự, hạng nhất trong số những người đã được thu thúc, ha. Ở đây có thể nói rằng thu thúc toàn thân, luôn cả đầu và lông mày luôn á, tức là nói chung Uttama này là toàn diện, ha, hạng nhất trong số những người đã được thu thúc. Rồi như vậy thì câu số 2 có nghĩa là lời nói thu thúc, mà thu thúc luôn cả toàn thân, cả đầu và lông mày luôn, tức là chỗ nào cũng có ghi nhớ về trước mình, à, đó là ý nghĩa câu số 2 này, ha. Câu số 3, câu số 3, Acchattarato Acchattarato Samahito Acchattarato Samahito. Câu số 3, Acchattarato ở đây do hai từ Acchatta và chữ Rato. Acchatta đây là một tính từ có nghĩa là bên trong, bên trong hay là nội tâm. Mà khi nãy có người đọc là nơi tâm thì cái vấn đề đó là chặt nè. Vui thích nội thiền định, Acchatta là bên trong, tức là nội. Bahira là ở bên ngoài, Bahira là bên ngoài, bên ngoài là ngoại thân, bên ngoài là ngoại, ha. Còn Acchatta là nội nha, nên nhớ là nội là đích tôn, mà ngoại thì coi như là không phải đích tôn, ha. Thì Acchatta này tức là ở bên trong, bên trong tức là nội, ha. Rồi chữ Rata, Rata có nghĩa là hoan hỷ thỏa thích, hoan hỷ thỏa thích, mà hai từ này đi chung với nhau. Acchattarato, Acchattarato nó đứng làm chủ từ số ít, ha. Bhatama Ekavachana Vipatti,
Tarato có nghĩa là đã được thỏa thích ở nội tâm, đã được thỏa thích ở nội tâm chứ không phải là nơi á. Hồi nãy sư kia nói nơi tâm là thê cho quốc á, nơi thiền định không phải nơi mà là nội thiền định. Thiền định có cái giá trị của nó lên cái chức ông nội luôn á, tức là nằm bên trong á, quan trọng á, chứ không phải là thiền định ở bên ngoài. Thiền định ở bên ngoài người ta gọi là tu ngoài da, còn này tu bên trong gọi là nội thiền định. Rồi từ thứ hai, Samahito. Samahito, Samahito, chúng ta thấy ở đây nè, cái căn ngữ của nó là căn ngữ tha. Căn ngữ tha đặt xuống, tức là dưới sân cộng với tha, một cái dòng quá khứ phân từ nam tính mà nó đứng làm chủ từ số ít. Và thầm á câu quá chân áo vượt quá tí, Samahito ở đây có nghĩa là người đã được định tĩnh, người đã được định tĩnh. Samahito vậy thì cái câu này ý nghĩa là sao? Acchattarato Samahito, tức là thỏa thích để nội tâm được định tĩnh. Thỏa thích ở nội tâm được định tĩnh. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng, Eko Santusito, Eko Santusito Tamma Hu Phích Hùng, Eko Santusito Tamma Hu Phích Hùng. Eko, Eko do cái từ Eka, Eka nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga, nhưng mà nó đứng làm chủ từ số ít. Bathama Ekavachana Upatti, cho nên Eka biến thành Eko. Eko là đơn độc, là một mình, như trong cái bài ca gì đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn đó, thì chữ Eko này nó đại diện ha. Eko, Eka. Từ thứ hai, Santusito, Santusito. Chúng ta thấy tiếp đồng ngữ sân ở phía trước, mà tiếp đồng ngữ này có nghĩa là gì? Hoàn toàn ha, tự mình ha, tự mình hoàn toàn. Và cũng có nghĩa là cùng nhau nữa. Thì căn ngữ sân rồi với tiếp đường ngữ sân giá và căn ngữ tốt, tốt ở đây tức là tốt si ta đó. Thì cái căn ngữ này nói lên cái vấn đề sự vui vẻ. Tốt si ta nó biến thành tốt si tô trong cái dạng mà coi như chủ từ số ít. Bà tham án nghe câu quan chánh là vị pháp tí. Santusito ở đây nó trong cái dạng quá khứ phân từ nam tính ha, là ý nghĩa đã được hài lòng. Mà đã được hài lòng ở đây có nghĩa là biết đủ, biết vừa đủ. Này Eko Santusito, ngài hòa thượng dịch là độc thân biết đủ nè, tức là coi như hài lòng với những gì đã có. Hay rồi, Tamahu, Tamahu Phích Khung. Thì Tamahu này do cái từ tăng này cộng với ahu,
tăng là do đại từ nam tính tá, nhưng mà tá này được chia theo đối các số ít đối kỳ giao phát tiết ca qua trình á, cho nên tá biến thành tăng. Tăng là người ấy, vị ấy ha, tăng là người ấy, vị ấy, rồi cộng với a hú. A hú đây là một cái động từ số nhiều. Động từ này ý nghĩa là đã gọi, đã gọi. Thì chữ yên tâm ma hú ở đây có nghĩa là đã gọi người ấy, đã gọi người ấy. Tâm ma hú đã gọi người ấy. Tâm là do chữ ta cộng với a hú nha. À, ta cộng với a hú tức là do chữ tăng cộng với a hú. À, đã gọi người, người ấy hả? Đã gọi người ấy được rồi chứ gọi gì tới hai người nha. Rồi chữ phích khung do cái từ phích khu nó là một danh từ nam tính akranta pumlinga, mà chữ ukala pumlinga chứ. Mà cái chữ phí khu này được chia theo đối các số ít đô tì gia quy phát tí e ca qua trần á, cho nên phí khu biến thành phí khung. Phí khung là vị tỳ khưu, là vị tỳ khưu. Vậy thì cái câu cái câu này, câu này à, Eko em mất tiêu rồi. Eko san tu si to tam ma hu bi khung ha. Eko à, đơn độc này, hài lòng ha. Eko san tu si to tam ma hu bi khung, đơn độc hài lòng. Rồi một mình biết đủ hoa, một mình biết đủ, ta gọi người ấy là tỳ kheo, đã gọi người ấy là tỳ kheo. Nói chung câu ba câu bốn à, đi liền một hơi đi cho nên dễ nhớ ha. Achatarato sammahito eko santusito tamahupikung, được thỏa thích ở nội tâm, được định tĩnh, đơn độc, hài lòng. À, ta gọi người ấy là tỳ kheo. À, Achataro samahito eko santusito tamahupikung, được thỏa thích ở nội tâm, được định tĩnh, đơn độc, hài lòng. À, người ta đã gọi người ấy là tỳ kheo ha. Rồi. Như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta một cái ý nghĩa như thế này. Người đã chế ngự tay, đã chế ngự chân, đã chế ngự lời nói là hạng nhất trong số những người đã được chế ngự. Phá thích ở nội tâm, được định tĩnh, đơn độc, hài lòng, tri túc, người ta đã gọi người ấy là tỳ kheo. Dài quá ha. Người đã chế ngự tay, đã chế ngự chân, đã chế ngự lời nói là hạng nhất trong số những người đã được chế ngự. Phá thích ở nội tâm, được định tĩnh, đơn độc, hài lòng, đã gọi người ấy là tỳ kheo. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: tay chân đã chế ngự rồi, thu thúc tâm ý, nói lời chánh chơn, vui thích thiền định, cô đơn chi túc thực tại, biết ơn mọi người, đến đi chẳng dính bụi đời, sống được như vậy rạng ngời tỳ kheo.
tay chân đã chế ngự rồi, thu thúc tâm ý, nói lời, chánh chơn, vui thích thiền định, cô đơn, tri túc tự tại, biết ơn mọi người. Đến đi chẳng dính bụi đời, sống được như vậy, rạng ngời, tỳ kheo. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngắn gọn với cái lối ngủ ngon ha. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, tập xứng gọi tỳ kheo. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, tập xứng gọi tỳ kheo. Như vậy thì câu Phật ngôn 362 ý nghĩa từ vựng thì quý vị cũng hiểu ha. À, bây giờ chúng ta ôn lại. À, cô tự nhiên mới đến hả? Sao thấy chị Kim Nhung chào mừng quan khách nè, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Rồi cô Kim Nhung chào cô Tu Nữ Tự Duyên. Rồi giờ chúng ta nghe cô Tu Nữ Tự Duyên ha. Ai đang kể, đọc giọng kinh và giọng kể thôi. Rồi chúng ta sẽ đi vào duyên sử ha. Alo, xin mời bàn tay cô Tu Nữ. Ủa, cô Nhật Quỳnh đưa tay hả? Được thôi. Rồi sẽ mời cô Tu Nữ Tự Duyên ha, nghe giọng kinh và giọng kệ của cô Tu Nữ Tự Duyên, rồi chúng ta đi vào duyên sử ha. Rồi mời cô Tu Nữ, mời Sít Nhật Quỳnh. Nam Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Kim Dung, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà biết cô Tu Nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô Tu Nữ Tề Duyên, cô Tu Nữ Phục Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con lỡ trồi lên là bạch ngài. Con cầm mít con trả bài, con đọc cái trong rồi con trả mít cho cô Tề Duyên. Tại con thấy cô Tề Duyên mới vào, con sợ chưa ổn định, chờ lâu nên con xin phép ngài là con cho con ôn bài, con đọc và kệ, con không có phân tích, nếu con có sai thì ngài chỉ dạy cho con và con đọc xong là con lặng tiếp. Dạ con xin phép con lặng tiếp. Rất là hoan hỷ đạo tràng hôm nay đọc bài rất là giỏi, vì nào cũng giỏi hết á. So với Nhật Quỳnh là quý vị rất là giỏi hơn Nhật Quỳnh thập lần luôn nha quý vị, chứ không phải một lần đâu, thập lần luôn. Nên yên tâm đi, cứ cầm mic mà đọc đi nha. Dạ con xin trả bài ạ. Con xin trả bài 362. Nhật Quỳnh xin phát ra để cô Tự Duyên thấy bài nha cô Tự Duyên. Hát thất san nhất tơ ba đa san nhất tơ qua cha san nhất tơ san nhất tút ta mô át chát ta ra tơ sa ma hi tơ e cơ san tu si tơ ta ma hu phi khum. Hát thất san nhất tơ ba đa san nhất tơ qua cha san nhất tút ta mô át chát Tarato samahito eko santusito tamahupikum. Dạ, con đọc hai lần rồi. Nếu con có sai, ngài chỉ dạy cho con sửa. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kệ ạ. Hà thát san nhà tơ bà đã san nhà tơ quả cha san nhà tơ san nhà tốt ta mô à chán ta ra tơ sa ma hi tơ e cơ san tu si tơ tơ ta ma hu phi khum. Hà tha san nhát tơ và đa san
nhà tô quả cha sanh nhà tô sanh nhà tốt ta mô a cha ta ra tô sa ma hi tô e cô tân tu si trầu tha ma hô pê cùm. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng, con có sai ngài chỉ dạy cho con. Dạ kính mời cô tu nữ tại duyên. Dạ con xin phép ngài và đạo tràng con lặng tiếp ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ sa thú lành thay, cảm ơn Nhật Quỳnh rất nhiều. Mới vào chưa có kịp nữa mà cái ngài kêu lên, tại vì hôm nay tự nhiên vào trễ là do mới dọn ăn sáng cho các vị. Dạ, tự nhiên cũng tranh thủ thời gian. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lệ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang. Kính lễ quý cô tu nữ và thân cả. Chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên cũng xin đọc và kể chứ thời gian còn ít quá. Hát thát sanh nhát tô bà đa sanh nhát tô và cha sanh nhát tô sanh nhát tút tam hồ át chát tát ra tô sâm mà hi tô ê cô sàn tú si tô tam mà hú phích khùng. Ha tha sanh nha tu ba đa sanh nha tu wa cha sanh nha tu sanh nha tu ta mô a cha ta ra tu sam ma hi tu e cô san tu si tu tam ma hu bích khum ha ta sanh nhà tu ba đa sanh nhà tu a cha sanh nhà tu sanh nhà tu tam mô a cha ta ra tu sa ma hi tu e ko san tu si tu ta ma u vích khum. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỷ kheo. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã tranh thủ đọc và kể xong. Dạ, bây giờ con kính cung thỉnh ngài trở lại để mà giảng nguyên sự thứ gì đó. Nãy con nghe cũng không có rõ. Dạ, bây giờ con xin xuống mic ạ.
Dạ con thưa sư. Dạ đạo tràng đã hết nghe thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư quay lại để là xà thú xà thú. Alo, đâu có ai nói đâu mà hết nghe. Cũng trả lô bu công việc ha, quý vị thông cảm ha. Nhưng mà cái giọng kệ của cô tu nữ Tự Giang á, quý vị nghe cái âm hưởng giống giống như cái tâm như tâm nhu nha. Người Việt Kiều Campuchia. À, cái giọng của sĩ tâm tâm như cũng có một cái giọng kể cũng đặc biệt như vậy ạ. Nhưng mà sĩ tâm như tâm nhu dầu sáo nó cũng hay hơn cô tu nữ Tự Duyên ha. Bởi vì lâu quá không thấy cô xuất hiện lại. Và cái giọng của cô tu nữ Tự Duyên cũng có một cái âm hưởng đặc biệt ha. Để cho người coi như nghe rồi chúng ta có một cái ấn tượng để theo dõi bài học. Câu Phật ngôn 362. Bây giờ đi vào duyên sử ha. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. Lý do là có một vị tỳ khưu sát sinh, tức là giết một con hạc. Ở trong thành Sau Quá Thi có hai thiện gia nam tử nhờ nghe pháp với Đức Phật, và hai cái vị thanh niên đó xin xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Hai vị này thường đi chung với nhau bởi vì thân thiết với nhau từ nhỏ, chơi ở ngoài đời, đều vô trong đạo, cũng tu rồi cũng gắn bó với nhau. Một hôm hai vị tỳ khưu này đi đến bờ sông Atiravati tắm, và khi tắm xong thì đang đứng phơi khô thân mình của mình rồi nói chuyện với nhau chơi. Khi đó ở trên không trung có hai con hạc nó bay ngang qua. Một vị tỳ khưu cầm viên sỏi trong tay và nói rằng: "Này hiền giả, nếu mà muốn á thì tôi có thể búng trúng mắt con hạc." Thì cái vị kia mới nói là: "Không thể nào búng trúng được như vậy đâu." Thì cái vị kia, vị mà anh thách đó, mới nói rằng: "Chưa cái con mắt này ra tôi sẽ búng trúng con mắt bên kia, tức là con mắt bên này để quan bên, con mắt bên kia là sẽ búng cái viên đạn này trúng hai mắt nó." Thì cái vị kia mới thắc nè: "Dù là con mắt nào đi nữa thì hiền giả cũng không búng trúng được đâu." Nghe thắc như vậy thì cái vị tỳ khưu này mới nói là: "Vậy thì hiền giả hãy xem đây." Do cái sự thách thức ha, vì đó bằng bốn viên sỏi lao vút trên không trung về phía đuôi của con hạc. Khi nghe cái tiếng sỏi rít lên phía sau mình, con hạc nó quay đầu nhìn lại. Thì khi đó vị tỳ khưu này mới nhặt lấy một viên sỏi khác cầm ở trên tay chờ sẵn và búng ngay vào con mắt của con hạc. Viên sỏi xuyên trúng mắt của con hạc, hạc đau quá kêu thét lên, rồi co quắp người lại rồi xuống đất. Các vị tỳ khưu thanh tịnh thiểu dục trông thấy như vậy thì mới quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: "Này hiền giả, hiền giả là một xuất gia mà lại sát sanh như thế thì không xứng đáng với hình của mình." Và các vị tỳ khưu đã mang cái vị đó vào trình bạch lên Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư phán hỏi rằng: "Thầy tỳ khưu, có thật chăng nghe rằng người đã búng sỏi để giết con hạc?" Bạch Đức Thế Tôn: "Có thật như vậy." "Này tỳ khưu, ngươi đã xuất gia trong giáo pháp thanh tịnh của Như Lai là con đường đưa chúng sanh thoát khổ. Tại sao
hỡi kẻ rỗng không kia, tại sao ngươi lại làm như thế? Trong quá khứ, khi mà đấng chánh đẳng chánh giác chưa hiện khởi trong thế gian, thì Phật Tỷ tuy sống đời thế tục vẫn có sự hổ thẹn, vẫn có sự ghê sợ tội lỗi với giới hạnh của mình, dù chỉ là chút ít. Còn ngươi nay đã xuất gia trong giáo pháp về pháp lực rực sáng như thế này, là chẳng có sự hổ thẹn, chẳng có sự ghê sợ với giới hạnh của mình gì hết. Theo lời khẩn cầu của các vị tỳ kheo, Đức Thế Tôn thuyết giảng bổn sanh như sau: trong thời quá khứ, Đức vua Thanh Lành Chê Giá đang trị vì Sư Cú Rú. Trong kinh thành Indapata, thì Đức Bồ Tát giáng hạ vào thai bào của Hoàng hậu Thanh Lành Chê Giá. Khi mà Đức Bồ Tát trưởng thành, Ngài tinh thông mọi nghề nghiệp ở đương thời. Ngài theo học nghệ thuật với vị danh sư ở trong thành Takasila. Ngài được vô phong cho cái đạo vị là phó vương. Một thời gian sau khi thân phụ qua đời, Ngài vương vị. Ngài luôn hành trì thập pháp vương, an trú trong pháp cú rú, tức là năm giới được gọi là pháp cú rú. Đức Bồ Tát đã thọ trì năm giới thật là trong sạch. Rồi thì nói với Ngài, mọi người đều thọ trì giới hạnh. Và nổi bật nhất như là các vị Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, Phó Vương, em trai của Ngài, vị quân sư, người sa phu, người giữ đạo điền, vị chấn giả, người thủ cố lương thực, người giữ công thành, và những người kỹ nữ cũng giữ năm giới này luôn. Cả 11 người đang hành trì pháp cú rú như vậy. Thì nói về nước láng giềng của xứ cú rú là cái xứ Kalinga. Bây giờ nơi kinh đô Dandapuri của xứ Kalinga đang bị hạn hán. Đức vua cho họp triều thần lại để tìm ra nguyên nhân hạn hán và phương pháp đem lại an lạc cho thần dân trong quốc độ. Triều thần xứ Kalinga bàn luận với nhau rằng, được nghe rằng vua của xứ Cú Rú có con tượng hạnh phúc tên là Anjana Sapha. Con tượng này có rất nhiều phước báo, chúng ta hãy đến xin con tượng đó. Và họ đã đến xin tượng báo Mangala của Đức Bồ Tát, vì nghĩ rằng khi mà được tượng này thì xứ Kalinga sẽ mưa thuận gió hòa. Đức vua Kalinga cử các vị đại thần Bà La Môn đến xin voi hạnh phúc để nói lên sự việc của các vị Bà La Môn ấy. Bậc đạo sư thuyết giảng bổn sanh trong kinh Tika Nipata rằng, kính thưa đấng thống lãnh của nhân giới, chúng thần đã biết được tin Đức vua cùng với giới hạnh của Ngài. Xin Ngài hãy đổi vàng với con voi có sắc tươi đẹp như hoa đi. Chúng thần sẽ mang voi ấy về xứ Kalinga. Nhưng khi mà Bà La Môn mang voi Mangkala về xứ, thì ở Kalinga vẫn hạn hán như cũ. Rồi lại triệu tập các vị đại thần vào ở trong triều để bàn luận. Rồi có ý kiến nêu lên rằng, do Đức vua Cú Rú thọ trì pháp Cú Rú, cho nên vương quốc ấy mưa thuận gió hòa. Chúng ta hãy đến xin thọ trì cái pháp Cú Rú, tức là ngũ giới, nơi Đức vua Cú Rú đi. Vua xứ Kalinga cho rằng các vị Bà La Môn đại thần nói đúng, cho nên mới mời một số các vị đại thần Bà La Môn đến vương quốc Cú Rú để học và xin thọ trì ngũ giới. Đức vua giao cho một tấm bảng vàng và dặn rằng,
Này Dư Khanh, hãy ghi chép ngũ giới mà Đức Vua ấy đã thọ trì vào cái tấm bản vàng này, rồi mang về đây cho tắm. Khi mà các đại thần Bà La Môn ấy bạch xin Đức Vua về pháp ngũ giới, thì Đức Vua từ Đức Vua cho đến Hoàng hậu, đến Hoàng Thái hậu, rồi phó vương, rồi người thủ kho, vân vân. Và cuối cùng thì đến cái nàng kỹ nữ. Nàng kỹ nữ ái nái về cái giới hạnh của mình, cho nên từ chối rằng giới của tôi chưa được trong sạch trọn vẹn. Thì mỗi vị đều thuộc lên cái điều ái ngại của mình. Đến khi các vị đại thần khẳng thiết rằng sự phá giới chẳng phải do nguyên nhân nhỏ nhặt ấy, thì khi đó các vị ấy mới truyền thụ về ngũ giới cho các vị đại thần Bà La Môn của xứ Kalinga. Đức Vua Kalinga thọ trì pháp ngũ giới do các quan đại thần ghi chép, mang về cho và truyền cho cả quốc độ Kalinga đồng thọ trì về giới hạnh ấy một cách rất là trong sạch. Thì hạn hán liền chấm dứt, mưa khởi lên khắp quốc độ, và xứ Kalinga trở nên sung mãn, có vật thực dễ dàng. Bậc đạo sư sau khi thuyết giảng bổn sanh xong, ngài nhận diện bổn sanh rằng: kỹ nữ này nay là tỳ kheo Upalawana, người đạo điền là tỳ kheo Kacchayana, quan giữ kho nay là tỳ kheo Kolita, trưởng giả nay là trưởng giả Sariputta, người sa phu là Anuruddha, vị giáo sĩ đại thần nay là trưởng lão Kassapa, phó vương nay là trưởng lão Nandabandita, hoàng hậu nay là mẹ của Rahula, hoàng thái hậu nay là hoàng hậu Maya, Đức Vua Sư Cú Rú chính là Đấng Như Lai vậy. Này các tỳ kheo Phật tử, trong thời trước khi có sự khó chịu chút ít khởi lên đã quay về giới hạnh của mình, còn các ngươi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật như ta mà còn sát sanh, đã tạo nên nghĩa nghiệp bất xứng. Để thường vị tỳ kheo nên tự điều chế tay chân và lời nói. Rồi Đức Phật ngài thuyết lên câu Phật môn 362 này: Hatha sanh nhã tu ba đa sanh nhã tu wa cha sanh nhã tu sanh nhã tu tam mô acchata rakho samahito eko sanh tu sito tam mau bích khùng. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vô thức nội thiền định độc thân, vực biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Ở đây tất cả những chúng sanh hữu học, kể từ phàm thiện đến từ phàm, thì thường quan hệ với cái pháp của chính mình, cho nên được gọi là bậc tri túc. Riêng những vị lậu tận, những vị a la hán thì có sự quan hệ thuần nhất, cho nên Đức Phật mới ám chỉ những bậc a la hán gọi là eco san tu si to, eco san tu si to, tức là được mà độc thân biết vừa đủ ha, eco san tu si to. Mà khi câu Phật môn này chấm dứt thì rất nhiều người chứng đắc thánh quả tu đạo quả. Nhân sự này cho chúng ta thấy rằng tỳ kheo ném đá giết thiên nga, Phật chẳng khăn tài lại quở la, kể tích ngàn xưa gìn ngũ giới, dẫu là tội nhỏ chẳng sang qua,
Thời ấy Phật là vị quốc vương, quan con vợ mẹ cả triều đường đều kiên trì giữ câu lô pháp, giáo thuận mơ hòa bởi giáo hương. Tỳ kheo phải chế ngự đầu thân, phải chế ngự lời với tay chân, vui thích trong thiền định, người tự tại, tri túc cô đơn, hạnh thánh nhân. Chuyên sự này cho chúng ta thấy rằng những cái vị đã giữ giới mà trong thời kỳ không có Phật pháp, đây là cái giới tự nhiên ha của dân xứ Cú Rú. Bởi vì quý vị biết dân xứ Cú Rú là một cái dân đặc biệt, tức là khi một vị trưởng luân thánh vương đi tuần du bốn châu thiên hạ, trong bốn châu đó Bắc Cù Lù Châu, Đông Thăng Bằng Châu, Tây Ngữ Quê Châu và Nam Thiện Bồ Châu, một vị trưởng luân thánh vương đi trong bốn với tùy tùng. Nhưng mà khi đến Nam Thiện Bồ Châu thì những cái vị này coi như hết phước, hết tuổi thọ. Và trong cái cõi diêm phù của chúng ta có được những chúng sanh coi như là hữu phước. Ở hữu phước đến cái nỗi mà coi như khi gặp Đức Phật Gotama của chúng ta, thì những vị này á chỉ biết tu tập thôi, chứ không nói lên những cái vấn đề thế tục ngũ dục. Và gặp nhau là họ hỏi với nhau là thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm sao, pháp thế nào. Tức là nói về tứ niệm xứ, thân vui không, tức là gặp nhau là hỏi như vậy, chứ không phải như chúng ta ăn no không, áo quần có đủ mặc không, chỉ nói lên cái vấn đề ăn mặc. Nhưng mà dân xứ Cú Rú là nói lên sự tu tập. Thì do cái giới tự nhiên mà từ đức vua, phó vương, hoàng hậu, rồi hoàng thái hậu, quan giữ kho, quan coi về điền sản, đạo điền, tức là điền sản, tức là nông nghiệp á, điền quan coi về nông nghiệp nè, là làm việc gì á, đạo điền là cái người coi về nông nghiệp. Ví dụ như bây giờ phát triển nông thôn vậy ha. Thì ông vua là người đã giữ thập phương giới, tức là 10 pháp của ông vua rồi, ổng còn giữ thêm 5 cái giới nữa là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hành, không các dục, không nói dối, không uống rượu. Thì 5 cái pháp này là 5 cái giới tự nhiên mà đức vua quan nghỉ thọ trì. Và khi quan hỷ thọ trì như vậy thì từ vua, phó vương, rồi hoàng hậu, hoàng thái hậu, quan giữ con, sa phu, người đánh xe, vân vân. Và cuối cùng là bởi sao có cà rốt trong này nữa ta? Cuối cùng nó phải là cà rốt mà người kỹ nữ. Cái người kỹ nữ họ cũng thọ trì về ngũ giới. Mà sự thọ trì của người kỹ nữ này tại sao mà được đề cao, mà được đức vua chỉ, tức là ta cái giới trong sạch hãy đến xin giới nơi phó vương, vì phó vương nói giới của ta không trong sạch, hãy đến thái hậu, rồi hãy đến hoàng hậu, rồi từ những cái vị đó chỉ di dặn xuống, và cái người cuối cùng được chỉ định để các vị Bà La Môn đại thần xứ Kalinga đến xin giới. Thì cái người cuối cùng được chỉ đến đó là nàng kỹ nữ. Quý vị biết kỹ nữ giang hồ, tức là một người mà sống trên tiền bạc của người khác. Nhưng mà tại sao cái cô này lại giữ giới mà được tôn trọng như vậy? Để cho cái giới hạnh của cô ta được đề cao. Thì một hôm có một anh chàng thanh niên cũng đẹp trai,
đưa cho cô ta 10 lượng vàng. Và cái nàng kỹ nữ này thì chỉ biết phục vụ cho anh ta mà thôi, chỉ biết phục vụ cho anh ta mà thôi, tức là không có chung chạ, không có liếc mắt, không có đưa tình, không có rủ với người khác nữa, mà chỉ biết cái người đưa tiền mình, mình làm hết trách nhiệm bổn phận vì người đó mà thôi. Tức là nhận tiền của ai thì phải làm việc cho người đó. Nhưng mà rồi khi nhận 10 lượng vàng nơi cái người thanh niên đẹp trai kia, và anh chàng biến mất. Và khi nhận vàng rồi chỉ biết anh chàng đó, nhưng mà rồi anh chàng đó vì công việc gì đấy đó không biết nè, đi vắng mặt. Vắng mặt như vậy thì cái cô kỹ nữ này đã sung sướng, thọ hưởng ngũ dục. Tức là khi có tiền thì chỉ biết xài láng sáng dậy sớm, chỉ biết tiêu pha phung phí. Mà khi mà pha phung phí thì 10 lượng vàng đó sống được bao lâu? Sống được bao lâu? Bởi vì cái vấn đề tiêu xài quen rồi, thì bây giờ không có tiền bạc gì nữa hết. Cô phải bán lần lần những cái vật dụng của chính mình, nữ trang của chính mình, bán để tiêu xài. Bán tiêu xài như vậy cho đến khi cái nhà của mình cô cũng bán luôn. Rồi, nhưng mà các vương tôn công tử đến đưa tiền, đưa bạc, rồi muốn chung giả với cô ta thì cô ta từ chối. Bởi vì cô ta đã nhận tiền của cái chàng thanh niên kia thì cô ta phải phục vụ cho anh chàng thanh niên kia. Nhưng mà anh chàng thanh niên kia mãi đến bây giờ cũng chưa về, túng thiếu quá. Cô phải chung xuống dưới ông cống á, mượn cái ông cống kia làm mái nhà. Và cô đi xin ăn, đi xin ăn để sống qua ngày, chờ cái anh chàng thanh niên kia tới. Như vậy trong 3 năm trời sống trong cô đơn, trong khổ sở. Và cái dung sắc của cô ta giàu cái tiều tụy, nhưng mà vẫn rất là xinh xắn, mà nhiều chàng trai đến quyến rũ cô ta, nhưng mà cô ta một lòng chờ anh chàng thanh niên kia. Chính cái điểm này mà được dân chúng coi như là hoan hỷ, và coi như cung cấp cho cô ta vật thực để sống qua ngày. 3 năm sau, anh chàng thanh niên kia đi đâu đó mới trở về tìm cô nàng này, xuất hiện nơi ông cống. Thì cô ta gặp anh chàng này và coi như muốn trả lại cái ơn nghĩa. Tức là mình đã chờ đợi suốt 3 năm. Thì anh chàng kia mới làm cho cái giới của cô này được sáng tỏ bằng cách bay lên không trung và xác minh rằng ta là vua trời Thể Thích, xuống thử coi cái giới hạnh của cô có được trong sạch hay không. Và chính Đức Vua Trời Thể Thích đã thử như vậy, và dân chúng và nhất là Đức Vua đã là quyết định đưa cô ta vào trong cái số và những người giữ giới trong sạch. Cho nên các quan đại thần Bà La Môn của xứ Kalinga đã đến xin giới nơi cái cô kỹ nữ này. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy nói về cái cô kỹ nữ này cũng muốn hết giờ ha. Bên chào Sĩ Chí Năng Giàn Nguyệt, lâu quá mới thấy Sĩ Chí Năng Giàn Nguyệt đến với cái đạo tràng Phật giáo Nam Truyền. Sĩ Chí An Vô Thông, Sa Thú, Sa Thú. Như vậy thì trong câu Phật ngôn này nói lên cái ý nghĩa như thế nào? Một vị thị khưu tu tập mà dễ vui quên mình ha. Trong cái sự thách đố lẫn nhau mà là sát sanh. Và đây là một cái điều mà Đức Phật nói rằng không xứng gọi là tỳ kheo, bởi vì đã sát sanh nhiều vậy. Do sự khích tướng với nhau, thế rồi
rồi chỗ cái tài, chỗ tài mà trong khi đó mình không có tu túc về thái chứng, để rồi coi như cầm viên sỏi búng vào khuôn mắt của con hạt để con hạt chết, để chết con hạt. Thì như vậy trong cái bài học này cho chúng ta thấy rằng người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa thú, thật xứng gọi tỳ kheo. Tức là đừng có thấy người ta coi như trầm cảm sống một mình thì nói rằng mấy người này mấy người khùng. Không phải đâu, độc thân biết vừa thú, vui thích nội thiền định, tức là hoan hỷ với cái tâm mà hưởng được hiện tại lập trú, tức là thiền định nó nằm bên trong chứ không phải là mình ngồi như cục đá như vậy gọi là thiền định. Không phải, ở bên trong ngoại ly trần tướng, nội tâm bất động, cái điều đó quan trọng. Mà khi mình nội thiền định á, người đó hay thích cái chỗ mà độc cư nhàn tịnh, tức là độc thân nè, mình biết thi túc với cảnh vật xung quanh. Thì đó là một điều đừng phải thấy người ta cô đơn rồi thế gian khi dễ, có nghĩa là không ai chơi rồi không ai không tiếp xúc ai, thì nói mấy người đó là coi như mấy người coi như đặc dị. Không phải đâu, những người độc thân biết vừa đủ hay là họ có một sự an tịnh của nội tâm thì chúng ta nên coi chừng ha. Bởi vì bây giờ phàm thánh nó cũng giống nhau mà các vị thánh bây giờ thì họ ô rừng, họ sống một cách là coi như giống như tú đa dạy trên tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn luôn đau sao. Thì những cái người mà thích thanh tịnh, thích những cái nơi vắng vẻ thì chúng ta nên đề phòng bởi vì khi mà đụng đến những cái vị thánh đó thì con đường tu tập của chúng ta bị giảm, không được tiến triển. Mong quý vị hoan hỷ ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc với những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thực hành để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin oai lực vô biên chia toàn giác độc giác và thinh quan tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi vô hô tu sa ta đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Xin mời Thích Hồng Nhật hoan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Alo, Thích Hồng Nhật ơi, tới giờ rồi. Tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cõi lòng hoan hỷ.